một cuộc chơi với màu sắc và những nét cọ trên nhiều chất liệu khác nhau, từ đá cuội, vải, toan, vỏ trứng. Những bạn trẻ đam mê hội họa, cả những em nhỏ và các bậc phụ huynh đều tìm thấy cho mình những trải nghiệm phù hợp tại không gian mỹ thuật ứng dụng này. Thử vẽ trên các chất liệu khác nhau, khám phá những chất liệu mới và tự tay tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân của mình. Đó là điều mang đến sự thích thú cho các bạn trẻ khi tham gia vào các hoạt động tại đây. Không gian vẽ trứng và làm mặt nạ giấy ở tầng 1 thu hút nhiều em nhỏ với những hình vẽ ngộ nghĩnh, dễ thương. Tùy sự sáng tạo và sở thích của các em mà những chiếc vỏ trứng được trang trí bằng những con vật ngộ nghĩnh, những bông hoa với những sắc màu rực rỡ. Một góc khác đặc biệt thích hợp cho những bạn gái, đó là học đan móc để ứng dụng làm nên những sản phẩm như thú bông, búp bê. Tuy đan móc lên khá là khó, nhưng mà khi con nhìn lại những sản phẩm đã hoàn thành, con thấy rất là vui và thú vị. Được đưa bé đến đây cùng với gia đình thì để tránh xa những cái hoạt động thường bị bó hẹp như là chơi iPad hay là các công nghệ, thì đến đây các bé cùng với lại gia đình bố mẹ thì được tương tác với nhau nhiều, là vậy thấy được trò chuyện nhiều, cởi mở hơn, rất là thích. Không gian tầng 2 dành cho những người thích vẽ tranh trên toan và mong muốn sở hữu một bức tranh đúng nghĩa để mang về. Cảm giác được thả hồn vào những nét cọ, cách phối trộn màu sắc mang lại một sự thư thái, dễ chịu cho người vẽ. Và đây cũng là một cách xả stress rất hữu hiệu. Hôm nay thì được đến trải nghiệm cái không gian mỹ thuật ứng dụng này thì mình cảm thấy đây là một hoạt động trải nghiệm rất là mới mẻ đối với cả người dân Hạ Long. Và cái hoạt động này thì có thể rất là từ như là trẻ em này hay là người lớn đều có thể tham gia. Và hoạt động này cũng rất vui và bổ ích, khơi gợi những sự sáng tạo cũng như là cái niềm yêu thích của mọi người đối với hội họa. Đến với buổi trải nghiệm ngày hôm nay, em cảm thấy rất vui và hào hứng. Đây chính là hai sản phẩm mà em vừa hoàn thành trong sáng nay, đó chính là tô và vẽ trên vỏ trứng. Ngoài vẽ ở trên giấy truyền thống, vải canvas thì chúng em còn được vẽ ở trên vỏ trứng, túi vải, đá gỗ. Em cảm thấy rất là thú vị và độc đáo. Em mong rằng sẽ có nhiều buổi trải nghiệm như thế này để chúng em có thể đến vui chơi và giải trí nhiều hơn. Chương trình được tổ chức mỗi tháng một lần tại địa điểm cố định là quán cà phê Fresh, thành phố Hạ Long, với không gian hòa mình vào thiên nhiên và đậm chất nghệ thuật. Lý do để 14 Art Studio tạo ra không gian trải nghiệm này cũng thật đơn giản, giúp kết nối cộng đồng những người trẻ, tạo ra một sân chơi cho các bạn thiếu nhi, cũng như kết nối cha mẹ với con cái trong các hoạt động, khơi gợi cho các em tình yêu với nghệ thuật ngay từ những sự bắt đầu giản đơn như thế. Không gian nghệ thuật hôm nay chúng tôi tổ chức là hướng tới tất cả các đối tượng, từ thanh thiếu niên, nhi đồng tới các bậc phụ huynh. Qua cái hoạt động trải nghiệm này thì tạo cho mọi người cái tinh thần thoải mái sau những ngày làm việc căng thẳng hay là học tập căng thẳng, và các em thanh thiếu nhi thì có những cái trải nghiệm mới về cái môn mỹ thuật ứng dụng, là không chỉ vẽ trên tranh mà các bạn có thể vẽ trên tất cả các chất liệu trong đời sống. Các bạn sẽ được mang về những sản phẩm mà mình làm ra để trang trí, sử dụng mỗi ngày và lại có thêm những ý tưởng mới cho những bức tranh, những sản phẩm tiếp theo, lan tỏa niềm vui và lan tỏa vẻ đẹp của hội họa trong những tác phẩm bình dị nhất.